Xin chào bạn nhà. Có ai đến mình không ta? Hôm nay mình sẽ làm một cái live stream về tấm thức Nixi á các bạn. Chờ đông đông vô một xíu nữa mình sẽ giới thiệu nha. Tại vì là thực sự là từ hôm về quê vào đến giờ mình sẽ nói là mình làm một cái clip về cái nước chống nắng Nixi này. Nhưng mà mãi hôm nay mới có thời gian đó. Chào cô Ngọc Thủy nha. Chào chào em Hà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái dòng nước chống nắng Nixi nha. Cái này là phiên bản mới đó. Lúc trước đó, cả nhà ai lúc trước mà đã dùng cái dòng phấn nước Nixi á thì mọi người cũng đều biết dùng rất chi là thích ạ. Bây giờ là nó sẽ về một cái phiên bản mới nha. Em chào anh Tiến, chào Thúy nha. Nó sẽ là một cái phiên bản mới thì nó sẽ không còn là phấn nước nữa, mình sẽ không còn gọi là phấn nước Nixi nữa mà nó là nước chống nắng Nixi nha các bạn. Nó bây giờ là nó sẽ bổ sung rất chi là nhiều công dụng. Tại vì là lúc trước thì mình có là phấn này, thì nước chống nắng này dưỡng da. Bây giờ thì là cái nước chống nắng của nó rất chi là nhiều, nước chống nắng của nó tăng lên rất nhiều lần nha. Và có tinh chất rau má nữa, dưỡng cho da mình sáng khỏe hơn. Và những cái bạn nào mà bị da nám và nhăn, hoặc là những cái bạn mà đang bị nếu như đi trên nắng này nè, thì các bạn hay bị cháy nắng đó, các bạn sử dụng cái loại này nha, rất chi là tốt luôn. Chào Tiết Hà nha. Bây giờ hôm nay mình sẽ test thử cho các bạn xem nha. Mình sẽ khui hộp này ra, sẽ test thử cho các bạn xem. Cái dòng nước chống nắng Nixi này là các bạn phù hợp được cho tất cả các loại da. Nếu như bạn nào mà da khô á thì dùng thường xuyên, da nó sẽ mềm nha các bạn. Bạn nào mà da nám và nhăn dùng nó sẽ mở đi. Mà bạn nào da dầu á, thường hay sợ là da dầu thì dùng ví dụ như là dùng phấn nước hoặc dùng nước chống nắng thì nó sẽ hay bị bóng dầu. Thì cái phiên bản mới này nó sẽ không còn bị bóng dầu nữa nha các bạn. Nó sẽ không còn bị bóng dầu nữa. Nó kiềm dầu rất chi là tốt luôn, phù hợp cho tất cả các loại da. Da nhạy cảm dùng cũng được luôn. Những cái bạn nào mà da khô các bạn dùng cái này một thời gian, da nó sẽ mềm mịn lại nha các bạn. Chào Nguyệt Minh, chào Duy Nguyễn nha. Hôm nay mình sẽ khui cái nước chống nắng này ra cho các bạn nha. Và trong livestream này các bạn khi các bạn mua một cái nước chống nắng Nixi này, các bạn sẽ được tặng kèm một miếng mặt nạ này nha. Một miếng mặt nạ này đi kèm. Có thể các bạn lựa trong ba màu này giúp mình. Cái màu nào cũng được. Mình giới thiệu luôn, màu vàng là cái loại này là dưỡng sáng da và làm đều tông màu da. Còn cái màu xanh này các bạn dành cho các bạn da khô nha, cấp ẩm rất chi là tốt ạ. Còn cái loại đỏ này thì là nâng cơ chống lão hóa nha các bạn. Phụ nữ mình ngoài 30 tuổi nên dùng các bạn nhé. Chào em Diễm Hương. Còn cái loại mặt nạ đất sét này các bạn, những bạn nào mà da dầu á, da dầu mà hay bị nổi mụn á, các bạn dùng cái loại này nha. Kiềm dầu rất chi là tốt. Các bạn có thể lựa một trong hai cái loại hàng tặng này nha các bạn. Cả nhà vô chia sẻ giúp hàng với nha. Mình sẽ khui cái nước chống nắng này ra cho các bạn xem ha. Cái loại này có hàm nha các bạn. Đây ạ. Cái hộp nước chống nắng của nó đây nha. Chào chị Thủy. Chị Thủy ơi, nhận được hàng chưa chị Thủy? Nhận được nước chống nắng này chưa chị Thủy ơi? Đây ạ, mở cái hộp nước chống nắng ra nhìn cực kỳ là xinh luôn. Nhìn sang trọng lắm. Lúc trước á, thì là phiên bản cũ nó là màu trắng nha các bạn. Bây giờ thì phiên bản mới nó sẽ là màu đen nha. Đây ạ, nhìn rất chi là sang trọng luôn. Cái loại này nó làm đều tông da này, ví dụ nó có xe cái điểm nhẹ cho các bạn nữa nha. Ủa chị chưa nhận được hả? Chắc ngày mai đó chị, em nghĩ là chắc ngày mai chị sẽ nhận được nha chị Thủy.
nhận được giờ cho em cái phản hồi về cái nước chống nắng này với nha. Hôm nay có một bạn có chia sẻ với em là nhận được cái nước chống nắng Messi này thì rất chỉ là thích luôn. Chắc ngày mai đó chị, em nghĩ là chắc ngày mai chị sẽ nhận được đó chị Thủy. Em sẽ test chị. Ừ, đang hóng đây. Ê, bên trong của nó nha các bạn, bên trong của nó sẽ đi kèm một cái gương cho các bạn nha, có cái phấn này ạ. Mình sẽ test thử cho các bạn xem luôn nha. Dùng cái này cực kỳ thích luôn, mình dùng cái phim ảnh cũ các bạn, cực kỳ thích luôn, cứng quá. Đây nha các bạn, mình sẽ khui nó ra nha. Các bạn nhìn nó giống như một hộp phấn nước không ạ? Nó cũng tự tự là như vậy nha các bạn, nó giống là nó kiểu như là như vậy. Buổi tối các bạn có thể dùng đi tiệc được luôn nha. Ví dụ như là hàng ngày á, các bạn thường phải xài kem dưỡng nè, rồi kem chống nắng nè, rồi nhiều khi là phấn phủ nè, thì bây giờ các bạn sử dụng cái loại này á, không cần đến ba bước như vậy nữa đâu các bạn. Tại vì trong này á nó nhỏ hả, nó nhỏ xíu à, không nghe gì hết. Nói nhỏ lắm hả Hậu ơi? À, Hậu ơi nghe không Hậu ơi? Chọn ba cái loại này dùm em nha. Cái loại này là nâng cơ và chống lão hóa.
Còn cái màu xanh này là dành cho da khô, cấp ẩm, dưỡng ẩm cực kỳ tốt luôn. Còn cái màu vàng này là dưỡng da sáng, mịn và làm đều tông màu da nha chị. Chào em Thanh, chào em Thủy. Mình sẽ nói thêm về cái nước chống nắng này nha. Cả nhà chia sẻ giúp Hằng với nha. Các bạn chia sẻ giúp Hằng với nha. Đây ạ. Bên trong cái hộp nước chống nắng của mình á, sẽ có kèm theo một cái tờ hướng dẫn đi cùng. Và nó sẽ cho mình biết được tất cả những cái gì ở trong nước chống nắng mà dùng cực kỳ thích luôn. Thật sự là những cái lúc mà có cái đợt vừa rồi, 2 tháng vừa rồi á, là mình bị đứt hàng. Khách của mình đã dùng á, thật sự là hỏi mình liên tục luôn. Cứ hỏi là sao hàng chưa có lại nè, sao này chưa có về, tại vì dùng thích quá mà bây giờ chưa có. Thì phải đợi đến mãi 2 tháng rồi đó. Hôm nay mới có hàng về lại đó. Chị xin quá, cảm ơn em. Cảm ơn em Thủy. Nhung ơi, chia sẻ cho chị đúng nha Nhung. Chia sẻ qua cho chị. Đây ạ, cái loại nước chống nắng này nha các bạn. Nếu các bạn dùng thường xuyên hàng ngày ấy, các bạn sẽ có thu nhỏ lỗ chân lông nha các bạn. Và da, những cái bạn nào mà da khô á, nó sẽ làm mềm, mượt và mịn cho các bạn nha. Đúng rồi, dạo này chị đang bị lên ghế đó Nhung. Chị đang tính thử, chị đang tính thử test cái cách. Chị đang tính thử cái test cái loại mà gì nha, trà giảm cân. Chị sẽ thử, nếu như mà dùng ok chị sẽ giới thiệu đến mọi người luôn. Đây ạ, những cái bạn nào mà hiện tại mà da đang bị nhăn, đang bị lão hóa đó, dùng nước chống nắng này thường xuyên sẽ cải thiện nếp nhăn luôn. Nó sẽ làm căng bóng da, nó sẽ làm mềm mịn và căng bóng da luôn nha các bạn. Đây ạ, thật sự là dùng cái này rất là thích. Có mỗi lần các bạn dùng á, các bạn chỉ cần thấm nhẹ thôi, các bạn thấm nhẹ lên thôi là các bạn đã cảm nhận được cái làn da của mình rất chi là thích rồi. Mình mới nhập về thôi nhưng mà mình đã có ship cho. Chào em Kiều, chào Huệ luôn. Ship cho những bạn mà các bạn đã thử rồi, các bạn kêu trời ơi thích lắm luôn á, sử dụng cực kỳ thích luôn. Hôm nay mình chia sẻ một chút xíu về cho các bạn nha. Trong buổi livestream này, nếu như bạn nào mà mua hết trong vòng tối hôm nay nha các bạn, hết trong tối hôm nay thôi ạ. Các bạn nào mua thì mình sẽ tặng kèm cho mặt nạ nha các bạn, để cho các bạn trải nghiệm luôn nha. Tại vì là những cái dòng mặt nạ này thực sự là mình cũng đang dùng đó và cực kỳ thích và được nhiều phản hồi của khách hàng dữ lắm. Chế nói nhỏ quá. Ủa Kiều ơi, thấy mọi người kêu là nói to vẫn nghe bình thường quá Kiều. Nghe không được rõ hả? Chị cũng không biết nữa. Thấy cũng thấy có người nói là nói nhỏ không nghe. Cũng có người lại nói là nghe ổn, nên là chị cũng biết sao nè Kiều ơi. Em thấy nghe được không? Chị Dung ơi, chị nghe được không? Tại vì thấy có những bạn cũng nói là không nghe được với chị. Nghe ổn hả? Hình như mic hơi xa. Chị không dùng mic luôn. Có bạn thì nghe nói là nghe to, có bạn thì lại nói là không nghe được, nên là không biết sao luôn. Mình nghĩ khi livestream về sản phẩm mình, nó thực sự là nhiều khi là cũng rất là ngại. Nhưng mà hôm nay mình muốn chia sẻ đến các bạn á, nên là mình làm cái livestream này giới thiệu đến các bạn nha. Bạn nào mà có nhu cầu mua hoặc là muốn hiểu thêm về cái dòng nước chống nắng Hixi bên mình á, thì cứ liên hệ đến mình nha. Hoặc là
kiềm với các bạn nữa. Xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà một buổi tối thật là vui vẻ.